Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là cái vườn bưởi nhà mình nha các bạn. Vườn bưởi đào nha các bạn. Đây nó có trái này, mình trồng cũng được 5 năm nữa các bạn. Đây này, trái quá trời này. Đây, cái bưởi đào này, trái to này các bạn này. Đó, hai mấy cái cây này cũng sai khá nhiều nha các bạn. Đây này. Để mình xuống cái cây này cho bạn thấy nè. Đây các bạn. Bưởi đào thấy không? Mình không có xịt cũng chưa có bón phân gì, trên này quá trái này các bạn. Đó, trái quá trời đấy các bạn này. Đó, trái nó cũng khá nhiều các bạn, nó rụng khá nhiều các bạn ơi. Trên này có nhiều trái các bạn. Ha. Đó, cái vườn này vườn bưởi nhà mình các bạn. Đây các bạn. Này là bưởi đào nha các bạn ơi. Nhưng mà mình giờ mình ghép bưởi da xanh vào nha các bạn. Đây này, bưởi da xanh mình ghép vào á. Sau khi nó ra mầm là bắt đầu mình sẽ cắt đi nha các bạn, mình cắt qua đây ha. Mình cắt để nó nuôi bưởi da xanh, tại vì bưởi da xanh nó có giá trị kinh tế với lại nó ngọt hơn các bạn. Bưởi này nó chua lắm. Đó. Bưởi này thì chua với lại không có giá trị kinh tế nha các bạn. Đây có trái mình bọc để đỡ sâu nha các bạn ơi. À, bưởi này mà trồng cũng phải xịt nha các bạn. Bưởi đào là bưởi lười nhưng mà cũng phải xịt mới có ăn nha các bạn ơi. Đây cái cây này mình ghép nha các bạn ơi. Ghép bưởi da xanh các bạn. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ đi hướng dẫn các bạn ghép cụ thể từng cây nha các bạn. Đây này các bạn, đây là những cành bưởi da xanh nha các bạn. Mình lựa mấy cái cành nó còn xanh nữa mình mới ghép nha các bạn ơi. Đây là các chuyên gia mình ghép bưởi nha, nghiệp dư nha các bạn. Tuy rằng chưa học qua lớp kỹ thuật ghép nào nhưng mà cũng biết ghép nha các bạn. Nào xem người cụ thể họ ghép như thế nào mình qua xem nha. Bây giờ mình xem cách ghép nha các bạn. Đó, mình rạch một miếng da trên cành bưởi nha các bạn. Đó, mình cắt bớt đi một đoạn ha các bạn. Làm tiếp đi. Mình đã đời luôn. Nè các bạn, giờ mình sẽ nhét xuống ha. Rạch một miếng da trên bưởi mình cắt lên một miếng nữa ha, xong mình cắt cái cành bưởi da xanh mình nhét xuống ha các bạn. Rồi mình lấy bọc ni lông quấn lại nha các bạn. Miếng sao là không có cho nước nó lọt vào trong nha các bạn. Lọt vào trong sợ nó xì mũ là nó không thành đâu các bạn. Đó, vậy xong là mình đã ghép xong được một cành bưởi nha các bạn. Đó, ghép thật đơn giản đó các bạn, nhìn qua ai cũng có thể làm được nha các bạn ơi. Đó, các bạn xem lại nha các bạn. Đó. Đó, chỉ việc rạch miếng da trên cành bưởi đấy các bạn. Đó. Mình cắt bớt một phần ở trên nha. Thank you.
là xong một mắt ghép nha các bạn. Đó, các bạn vừa xem kỹ thuật ghép cành ha. Cái này là ghép trên cây bưởi nha các bạn, lấy cành bưởi ra xanh ghép cành bưởi đào, cây bưởi đào nha các bạn. Rồi, video của mình đến đây cũng xin tạm dừng nha các bạn. Các bạn thấy video hay, ý nghĩa, hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.